tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi, rồi mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn dâu đôi khi ta giận hờn, yêu làm nhau cho nhau biết bao là ăn chăng. Bà con xa cũng bằng lát xin gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một mà sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Bà con xa cũng bằng lát xin gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một mà sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Bây giờ nha, bây giờ là tới cái đoạn mà cô Tắm đem cơm lên cho mẹ con Cám, xong rồi bị con Cám á gạt chân cho té. Bà gạt chân tôi thiệt á hả? Chứ lẽ bà gạt chân tôi? Nhưng mà trong chuyện đâu có cái vụ đó đâu. Nhưng mà trong kịch bản có nè. Trời ơi, mình phải diễn theo kịch bản chứ. Thì mình sửa lại mấy hồi. Sửa cái gì, sửa cái gì? Bỏ canh té này hả? Ừ. Trời ơi, bà có biết một cái hình ảnh, một cái hành động nhỏ thôi nhưng mà nó tôn lên một cái giá trị khác không? Nó cái điểm này là điểm nhấn. Tự nhiên mà bỏ ra làm sao? Thôi thôi, mình chuyển qua lớp khác đi. Đó, cái cảnh này tập chưa có ra cái gì hết mà cứ đòi chuyển qua lớp khác hoài vậy. Thì thôi tôi đóng đây Tắm nha. Thôi, mình đã phân vai hết trơn rồi, đợi đợi cái gì? Thì cũng bà lộn xộn á. Bây giờ tập lại như cũ nha. Ngọt quá. Bây giờ tập không? Tập thì tập. Rồi, bà chưa cho bà chuẩn bị đi nè. Chuẩn bị nha, cho tâm lý nha. Rồi bây giờ nè, cảnh 3, lần 8, diễn. Trời ơi, Tắm mới là Tắm. Tại sao vậy? Hả? Trời ơi, mẹ của con ta hả? Từ thành sáng tới giờ chưa có cái gì trong bụng hết. Dạ, đồ ăn có liền nè. Đem cơm vào đó nhanh. Thôi thôi, chị Kiệt. Chết rồi. Liên Ngọc vô, chị có sao không? Chị có sao không? Em làm cái gì mà em ngồi em banh cho mình ra vậy? Dạ không có đâu, em đang tập kịch nè. Hết phụ tùng gì rồi nè. Phụ tùng ở đâu đâu, em kiểm tra coi. Ủa? Chị sao đồ giả hả? Bị điên hả? Đồ của chị á, đồ Việt Nam, chất lượng cao á. Nhưng mà té một cái chí mạng vậy, dập hết mặt dập... Dập gì? Dập mặt dập mày đó. Ờ, em tưởng đâu chất lượng gì đâu mà sợ. Mà sao đàn bà con gái xây không ngồi gọn gàng vô mà em ngồi vậy vậy? Ờ, có đâu, em đang tập kịch nè. Kịch gì? Có ừ. Nè, tôi ôi sáng nè. Ôi, khoan. Khoan, 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 khoan. Có nghe được không? Được. Trời ơi, đi ra đi, tụi em tự đứng. Tại nó kêu nó đứng được mà. Trời ơi, không ngờ chị. Trời ơi, đừng, sợ quá, đừng vô tôi. Chị vừa làm cái gì vậy? Tụi em đang tập kịch mà. Ai biết, tự nhiên tập kịch phải dán cái bảng là đây tập kịch chứ ta mất kể chuyện quá. Ủa mà làm gì, tập kịch gì vậy? Thì ngày mai cái ông đạo diễn ông làm cái phim mà Tắm Cám này nè, mà chuyên làm phim quốc tế đó. Cho nên là hai đứa em đang chuẩn bị cast nè. Biết đâu tụi em có cơ hội cho em nổi tiếng rồi sao? Đúng rồi đó. Đi cast phim. Dạ đúng rồi. Phim gì? Hồi nãy mới nói rồi đó. Phim gì? Cõi Tức Tắm Cám. Tắm Cám hả? Đúng rồi. Trời ơi, cái chuyện này là chị đọc rất là nhiều luôn, chị thuộc lòng luôn. Ngày nào chị cũng lấy nó chị đọc hết trơn, chị đọc cho mấy bé con chị nghe đó. Cho nên là cho chị tham gia với. Đi đâu có được đâu chị, cái này á là đạo diễn gọi tụi em mời luôn á, chứ chị đâu có học diễn xuất gì đâu mà đi được. Ủa? Ai nói chị không học diễn xuất? Không, em không nhớ lần trước hai đứa dạy chị nè, bây giờ chị rất là thuộc lòng và chị có cái khả năng. Không phải đâu, nhưng mà không có được, em nghĩ là không có được đâu chị ơi. Sao vậy, cho chị tham gia đi, hay là hai đứa mà cảm thấy là mình không tự tin về cái khả năng mà giảng dạy của mình cho nên là không dám cho chị tham gia đúng không? Chị nói cái gì là làm gì có, tụi em là học bài bản đàng hoàng, có trường lớp đàng dạ, hoàng đúng rồi đó. Tại vì nhưng mà chị ơi, thật sự là không có được đâu thiệt. Sao không được thì cho chị tham gia đi, bây giờ tập liền nè, tập lẹ nè. Nhưng mà chị nói cho biết nha, chị tham gia là chị phải được đóng vai chính đó. Cái gì? Chị nghĩ sao? Chị vô chị nói cái kiểu đó rồi đóng vai chính. Đúng rồi, tụi em có phân vai hết trơn rồi. Đây là vai Cám nè, em vai Tắm nè. Cái gì? Vai Cám hả? Trời, mời may quá, chị tưởng em đóng vai Tắm nữa chứ. Em đóng vai Tắm nha, em leo lên cây câu á, chưa kịp chặt cái em tự té rồi, nặng quá đó. Trời, nói chuyện gì không? Thiệt luôn á. Nhưng mà thôi, em nói vai Tắm mà không có được. Vai Tắm hay luôn của chị. Em nhìn chị đi, một cái nhan sắc như thế này, một cái gương mặt mà nó hiền như thế này nè, cho nên là chị phải đóng cái vai Tắm đó. Chị nói cái gì vậy?
em vai tắm mới hợp nè, vai tắm là phải khóc lóc này nọ em diễn mới được. Chị cũng biết khóc vậy, chị khóc ghê lắm. Em tin không? Ra ra sao ra sao ấy chị? Sao không, em khóc đẹp hơn chị. Thôi đi, trời ơi, bây giờ hai người cứ cãi nhau như vậy chưa có tập ra cái gì hết rồi cả mai cá tinh rồi rớt hết cả đám rồi ngồi khóc, lúc đó mới khóc đó. Thôi được rồi, bây giờ cứ tập đi, em nhường nha tắm cho chị luôn á. Trời ơi, nhường cái gì mà nhường. Chị, cái mặt của chị nhìn vô là thấy cái nét chịu thương chịu khó nè, tảo tần nè, cho nên là chị đóng tập luôn nè. Thôi đi 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 nè, qua đây bây giờ chị nói đây nè. Có ai đó gọi sai tên mình rồi cho nên là mình xin phép được không trả lời. Rồi sao chị làm gì mà trong hôm nay chị khác như vậy, lại còn lau cả ghế trước khi ngồi nữa. Thì bây giờ muốn người ta trả lời thì xin vui lòng hãy đọc đúng tên người ta. Lưu Lưu Ngọc. Bà hôm nay bị sao nhỉ? Chị đã nói là đọc đúng tên chị đi để chị trả lời mà em lì quá. À chị Lành, hôm nay chị đi uống cà phê hả? Sao mà mặc cái đồ gì mà xong rồi còn chị giả cho một cái đó. Đừng có gọi cái tên cúng cơm của chị nữa, ai cho vậy? Cái thằng này chị cấm tuyệt đối nha, không được cái gọi cái tên đó nữa nghe chưa. Gọi là tên gì? Chị chị xin trân trọng thông báo về một tin, kể từ ngày hôm nay hãy gọi chị là nghệ sĩ diễn viên Ly Ly Ngọc. Ê, cái gì cơ? Em chưa nghe rõ. Nghệ sĩ diễn viên Ly Ly Ngọc. Nghệ sĩ diễn viên Ly Ly Ngọc. À đúng rồi đó. Trời đất ơi, chị làm nghệ sĩ diễn viên từ bao giờ vậy? Chứ có lẽ là em chưa nghe câu trên cái đời này có cái quái gì cũng có thể xảy ra được đó em. Chị cứ đùa em thế nào ấy, chị đã học diễn xuất bao giờ đâu mà chị làm gì biết diễn mà diễn viên. Em chưa nghe hả? Chị đã đậu casting của bộ phim đó, chính trợ lý của đạo diễn gọi cho chị và thông báo cái tin đó đó. Em ơi, em lo em xin chữ ký chị đi là vừa. Nếu mà bây giờ em xin chữ ký chị thì chị cho, nhưng mà sau này là chị không cho đâu nha, mất cơ hội đó nha. Xin chữ ký không? Kỳ lạ, đạo diễn nào mà chọn nhỉ? Mà thôi, em chẳng tin chị đâu. Chị trong chung cư ai mà chả biết. Nào chả nói có là không, nói không là có. Ôi sao mệt em quá, em không tin thì thôi, người khác tin. Dạ, em chào chị, chào anh Hùng. Ừ, chào cưng. Ô Hoàng, làm cho chị một ly cà phê nha. Dạ, đợi em tí nha. Ừ. Ô Hoàng, em nhớ làm cho chị cà phê mà cái loại mới, đừng có lấy cái loại mà pha sẵn. Với lại là nhớ là em lấy cái loại một nha. Ừ. Ủa là sao? Bình thường á em thấy chị thích uống cà phê pha sẵn mà. Thì đó là mấy hôm trước, còn hôm nay là chị đã khác rồi. Chị thích ngắm những giọt cà phê rơi nhẹ trước khi mà chị uống đó. Ôi chị ơi, em thấy rơi nhẹ hay không rơi nhẹ, một cái ào gì đi chăng nữa thì trước sau gì nó cũng nằm trong bụng thôi, mà sao em thấy chị rắc rối ghê luôn á. Đúng rồi. Vậy bây giờ em có pha cho chị không? Dạ, chị đợi em tí nha. Ừ. Bé này. Em biết tên gì chưa? Tên gì chị? Chắc em chưa biết đâu ha. Chị không nói sao em biết. Thì bây giờ chị chuẩn bị nói nè ha. Thì chị nói đi rồi em mới biết chứ. Chị nói là em sẽ biết đó. Chị nói em mới tức chị này chứ. Vậy bây giờ chị nói nha. Thì chị nói đi. Ừ. Chị xin trân trọng thông báo, đó chính là cái bộ phim mà hôm trước chị em mình đi cast á. Chị đã đậu vai chính rồi đó. Cái gì? Ừ. Chị diễn của bắp muốn chết mà mà chị đậu vai chính hả? Ừ. Sai quá à. Trợ lý của đạo diễn đã gọi cho chị rành rành. Cuộc gọi còn trong điện thoại của chị nè, lát chị lấy cho coi. Ý chị nói là cái vai tắm đó đúng không? Đúng rồi chứ còn vai gì nữa. Chị có lộn không vậy? Vai đó là của em mà. Vai tắm là của Nhã Hoan mà. Đạo diễn chính xác là gọi tụi em lên casting lại á để chắc chắn là hợp vai thôi. Có nghĩa là tụi em đã được chọn rồi, bây giờ chỉ lên cast lại hợp vai hay không thôi. Chứ không lẽ chị bị đặt với mấy đứa làm gì, đúng không? Chị từ nay chị đã trở thành một người nổi tiếng rồi. Đóng cái vai này xong, đảm bảo là tên tuổi của chị sẽ đi lên. Cho nên là hôm nay chị bo cho mấy đứa, chị bo cho Hoang nè, là chị sẽ post một cái bài check in cái quán cà phê này lên. Quán mà được người nổi tiếng tới check in là quán sẽ đông lắm đó. Trời, công nhận con người thay đổi nhanh ghê luôn á. Hồi đó chưa có gì á thì tiệc tùng đồ rồi thân thiện đồ, còn bây giờ chưa có gì mà em thấy chị hóng hách ghê luôn á. Thì chị nổi tiếng, chị đẹp, chị có quyền nha. Sao kỳ lạ nhở? Phải đấy, anh nghĩ là của Hoan mà. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ không tin đúng không?
Hay là chị gọi thử đi. Đúng rồi đó, một vai diễn làm sao mà có hai người diễn được chứ, đúng không? Mệt quá, để bây giờ chị gọi cho trợ lý đạo diễn cho nghe nè. Mở lời to lên cho nghe luôn á. Alo, dạ, dạ em là nghệ sĩ diễn viên Lily Ngọc nghe ạ. À dạ em muốn hỏi anh một cái. Cái gì? Hả? Đúng 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 rồi, về tắm đúng rồi. Thì đó. Hả? Anh nói gì vậy? Rồi rồi rồi. Ok. Ok. Bye. Mệt quá không có đóng biết gì nữa hết á. Ủa sao 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 vậy? Cái xe gì đâu mà rẻ muốn chết à? Mất thời gian của người ta làm sao người ta đóng được chứ? Chị có lộn không? Em nhớ là cái xe cao lắm á. Đúng rồi mà. Cao, cao thì em đi mà em đóng chị tốn thời gian quá. Trời ơi, người ta là nghệ sĩ diễn viên Lily Ngọc mà đóng vậy đâu mệt quá hả? Ừ, chị nó không hiểu luôn á. Đang vui vẻ vô. Mà bả nói gì trong điện thoại vậy? Ê, khoan khoan khoan. Em có gọi mẹ mà chút diễn viên rồi nè. Xin vừa rồi hả? Dạ dạ. Hoàng Yến là em, là em. Còn tim nhã hoa này. Hoàng Yến vai cá bóng. Em vai cá bóng. Trời. Cái vai này hay lắm. Em là em cá đó, không cần cá luôn. Tự nhiên người ta vô nhìn em, em giữ vai cá bóng, hợp vai luôn. Coi tiếp đi, coi tiếp, coi tiếp. Nhã Quang trong vai tấm nè. Ở vai tấm này. Đúng rồi. Xong ôi. Nguyễn Thị Lành. Vai tấm Tống Thế. Bài tập đóng thế là sao? Là cái cảnh mà tấm bay lên cây cao, chặt cao á. Xong rồi té từ trên xuống á. Là Nguyễn Thị Lành đóng á. Thật đấy hả? Nguyễn Thị Lành vẫn đóng dây tấm. Nhưng mà tấm đóng thế bị té từ trên xuống. Thì ra là như vậy. Hẹn chỉ có thứ hai dây tấm này đó. Thế mà bà cứ làm như...